Hôm nay Lina xin được chia sẻ đến anh chị em và các bạn cách nấu món bún ốc. Và món này thì mình ăn vào những ngày mà trời mưa, bên ngoài lành lạnh, ở trong nhà mình có một tô bún ốc mình ăn thì rất là ngon luôn ha. Giờ nếu như anh chị em và bạn nào nhìn thấy thích món ăn này thì xin mời cùng vào bếp với Lina để làm. Hôm nay mình sẽ nấu món bún ốc theo kiểu của miền Nam nha các bạn. Mình không biết là miền Bắc họ nấu bún ốc như thế nào, nhưng mà mình sẽ nấu theo cách của mình. Thì cái nguyên liệu cho cái món bún ốc, trước tiên ở đây Lina có 800 g ốc bươu. Ốc bươu này thì là ốc bươu đông lạnh mình mua ở trong chợ, người ta để trong cái ngăn đông đá đó, mình mua về mình rửa sạch, mình bóp cho thật là nhiều để cho nó ra cái chất đen, và mình rửa chung với giấm, với muối hoặc là với rượu để cho ốc nó không còn cái mùi hôi đó. Rồi ở đây là cà chua, Lina sử dụng 3 trái cà chua lớn. Đây là nước hầm từ xương heo, mình hầm từ tối hôm qua cho nên là nó đóng những cái váng mỡ ở phía trên như thế này nè. Nếu mà các bạn thích xương gà thì mình cũng có thể hầm từ xương gà. Đậu hũ, đậu hũ thì mình cắt miếng vừa ăn. Đây là bún, gừng băm, tỏi băm, củ hành tím băm nhỏ, hành ngò. Rau ăn kèm thì ở đây có giá nè, có rau húng lủi nè, có quế, rồi rau kinh giới. Rồi ở bên đây là bắp chuối bào. Nếu mà có rau muống bào nữa thì sẽ ngon hơn, nhưng mà vì Lina không có mua được cái rau muống tươi đó, cho nên là mình không có sử dụng cái rau muống bào ngày hôm nay. Thì rau, mình thích ăn loại rau nào thì mình mua loại rau đó nha các bạn. Trước tiên mình sẽ ướp cái phần thịt ốc, cho vào nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê bột niêm gà, 1 muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng canh rượu nấu ăn. Mình cho rượu nấu ăn vô để khử cái mùi tanh của ốc đó. Hành tím băm, một ít tỏi băm. Mình cho nửa muỗng cà phê bột nghệ, nửa muỗng canh nước mắm. Những cái con ốc nào mà nó hơi to một chút thì mình nên cắt ra làm đôi nha các bạn. Và vì đây là ốc đông lạnh cho nên mình cần phải xử lý cho thật là kỹ. Mình rửa cho thật là sạch, rửa nhiều lần cho đến khi nào mà ốc của mình nó màu trắng, cái nước của nó, nước rửa đó, nó không có còn màu đen. Và mình phải ướp cho thật là thơm. Cho vào 1 muỗng canh dầu ăn, chờ cho dầu ăn nóng lên, mình cho hành tím băm vào, xào cho phần hành tím thơm. Mình cho cà chua vào, trong lúc xào cà chua mình cũng cho vào đây nửa muỗng canh đường cát, nửa muỗng cà phê muối. Đường và muối sẽ giúp cho cái cà chua của mình nó sẽ ra màu đẹp. Khi xào cà chua các bạn nhớ là mình nên xào lửa lớn nha. Mình xào sơ cà chua khoảng từ 1 đến 2 phút thôi, không xào lâu, tại vì xào lâu thì cái cà chua của mình nó sẽ nát, không có ngon. Tại vì một chút nữa mình còn nấu thời gian lâu đó, cà chua sẽ nát. Bây giờ Lina cho cái nước hầm xương vào đây. Mình cho thêm cái phần nước lọc vào, và cái phần nước liều lượng bao nhiêu là tùy thuộc vào số lượng người ăn mà các bạn căn chỉnh cho phù hợp nha. Và trong lúc chờ cho cái nồi súp sôi trở lại thì mình sẽ xử lý cái phần ốc của mình. Để giúp tạo màu cho cái nồi bún ốc của mình nó thêm phần hấp dẫn thì Lina dùng cái dầu màu điều để xào cái phần ốc. Lina cho vào đây 1 muỗng canh dầu màu điều. Rồi thêm một chút xíu dầu ăn nữa. Vì mình không có muốn sử dụng dầu màu điều nhiều đó, cho nên mình cho thêm một chút xíu dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho một chút gừng vào đây. Gừng sẽ đánh tan được cái mùi tanh của ốc đó. Rồi hành tím băm. Gừng và hành tím băm đã thơm, mình cho ốc vào. Mình xào ốc trên lửa lớn nha các bạn. Vì ốc này cũng đã chín rồi cho nên mình cũng không cần xào quá lâu đâu. Khoảng chừng 4 đến 5 phút thì ốc của mình đã được rồi đó. Và trước khi tắt bếp thì Lina sẽ cho một chút rau kinh giới vào trong đây. Mình cắt một chút rau kinh giới vào trong đây. Khi mình cho rau kinh giới vào thì cái ốc của mình nó sẽ tăng thêm cái mùi thơm. Mình cho một ít tiêu. Bây giờ Lina cho cái phần thịt ốc này ra tô. Và khi nào ăn thì mình sẽ múc ốc cho vào trong từng tô bún.
Còn cái phần nước xào ốc này thì một chút nữa Lina sẽ cho vào trong cái nồi nước dùng luôn. Bây giờ Lina làm nước mắm gừng để mình ăn chung với bún ốc. Mình không biết là ở miền Bắc họ ăn bún ốc với cái gì, nhưng mà riêng bản thân mình thì mình thích ăn chung với nước mắm gừng, cho nên mình sẽ làm nước mắm gừng. Thì tùy vào các bạn thích ăn với nước mắm gừng hay là nước mắm me thì mình làm ha. Mình cho 2 muỗng canh đường cát. Hai muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước chanh, cho tỏi băm, gừng băm, mình cho một chút ớt băm vào cho cay. Đó, chén nước mắm gừng rất là hấp dẫn luôn. Trong lúc nấu mình cũng canh chừng vớt bọt để cho cái nồi nước dùng của mình nó được trong và nó thơm ngon hơn. Đây là cái phần mà nước xào ốc lúc nãy Lina cho vào trong đây luôn. Mình nêm vào trong đây 1 muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh bột me. Mình nêm sao cho vừa ăn ha. Lina thích nó hơi chua chua cho nên cho một chút bột me vào trong này. 1 muỗng cà phê đường cát. Cái màu nước nó đục đục như vậy là tại vì hồi nãy mình cho cái nước ốc vào đó các bạn. Rồi mình cho đậu hũ vào luôn. Nồi súp đã sôi trở lại, mình cho vào 1 muỗng canh nước mắm trước khi mình tắt bếp để cho nó dậy cái mùi thơm lên. Bây giờ Lina tắt bếp, vậy là cái nồi súp của mình đã xong rồi. Mình cho một ít bún vào trong tô. Sau đó sẽ chan nước súp vào. Cho vào một ít rau. Lina vừa gửi đến anh chị em và các bạn một món ăn nữa, đó là bún ốc. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video clip này. Nếu như anh chị em và các bạn yêu thích món ăn này của Lina thì bấm like và share và bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của Lina. Lina cảm ơn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.